Dẫu biết rằng có người sinh ra là có sinh có tử, nhưng đại dịch Corona trên toàn thế giới là thảm họa diệt vong, làm cho nhân loại phải kinh của bao người tăng tốc thê lương. Ôi bao trùm đau khổ, cuộc sống chất chồng bao vất vả lo toan. Từng chiếc khẩu trang đến nước rửa tay cũng là vật bất ly thân, hàng ngày không thể thiếu. Ta hãy cùng nhau đẩy lùi Corona vào quá khứ, lấy lại bình yên cho thế giới nhân loại. Thoát cơn đại dịch con thành tâm, chắp tay nguyện cầu con thầm ước chúng sinh an lành thân bình vui, mẹ sáng người bên chúng con gia dập tan đẩy lùi Corona. Đại dịch qua thôi ánh bình minh chiếu rồi, thế giới năm châu hết đau xót ngậm ngùi. Tiếp người sống quý cõi trần, bề trên độ thế gian dài trần gian. Việt Nam.